Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Vậy là chỉ còn hơn tầm 4 ngày nữa là chúng ta sẽ quay trở lại đợt thi lần thứ 2 của trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đợt thi vừa rồi chúng ta có một cái đề thi mà các bạn thắc mắc và mong muốn được giải đáp. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm ngay một chiếc video để giải đáp thắc mắc này. Các bạn cùng theo dõi với mình nha. Mình đang kiểm tra lại đề thi và cái nội dung đề thi nó như sau: dùng hình tượng hoa sen và côn trùng làm họa tiết chính để trang trí một chiếc đĩa, và chiếc đĩa có dạng hình tròn, có bán kính là 11 cm. Ở đây chúng ta lưu ý 3 yếu tố: thứ nhất là hoa sen, thứ hai là côn trùng và thứ ba là một chiếc đĩa hình tròn. Thì cái hình tượng hoa sen các bạn thấy rồi, nó rất là phổ biến, các bạn nhắm mắt cũng có thể hình dung được hoa sen là như thế nào. Về phần côn trùng thì mình thấy có một số bạn cũng sẽ dễ bị nhầm lẫn, tại vì lúc đi thi ra đó có một bạn là thấy mình là bạn vẽ lộn thành con chim, thành ra là sai đề. Côn trùng các bạn có thể hình dung tới những cái con vật như là con chuồn chuồn, con bướm bướm hay là một số loài bọ chẳng hạn. Và chiếc đĩa thì các bạn có thể hình dung một chiếc đĩa ăn, nhưng mà cái đĩa ăn bình thường á là nó được trang trí rất là đơn giản, rất là tối giản, nhưng mà với một bài thi chúng ta cần phải làm sao cho nó có một cái quy tắc. Thứ nhất là quy tắc về bố cục nè, thứ hai là quy tắc về hình mảng và quy tắc về màu sắc. Nhưng mà chung quy thì cái đề này vẫn là một cái dạng đề cực kỳ cơ bản, không hề khó. Còn bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái bài vẽ của mình cùng một số quy tắc nhỏ để làm bài này. Đây. Để vậy không thấy gì hết. Thôi đi, tôi quay hướng khác. Các bạn đợi xíu nha. Ok. Đây là bài vẽ xương xương mình vẽ cái bài thi vừa rồi, và mình dùng họa tiết hoa sen với con chuồn chuồn để làm họa tiết chính. Các bạn còn nhớ trong các video lần trước mình có hay đề cập tới vấn đề là đặt cái họa tiết ở vị trí nào để cho nó không làm chia đôi tranh. Chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái bài vẽ này nó có đảm bảo được cái tính cân bằng về bố cục lớn chưa nhé. Đầu tiên ta sẽ kiểm tra bằng cách là chia đôi cái hình tròn này theo chiều dọc. Thì các bạn thấy đó, cái con chuồn chuồn này nè, tuy mình đặt ở vị trí bên phải nhưng mà một phần nhỏ, phần đầu nó chạy qua bên trái của khung bức tranh, thế là nó không bị chia đôi. Hoa sen mình đặt về hướng bên trái nhưng mà một vài cánh mình cho nó đang nổi qua bên phải, thế là theo chiều dọc thì cái hai họa tiết này đảm bảo về cái tính cân bằng. Rồi xét theo chiều ngang, mình chia đôi ngang bức tranh này ra, chúng ta thấy mặc dù con chuồn chuồn mình đặt ở phía trên nhưng mà cái phần đuôi đó mình cố tình kéo dài cho nó đi xuống ở một góc phía dưới để cho nó tạo cảm giác là mặc dù nó ở phía trên nhưng mà nó vẫn cảm giác nó chạy xuống dưới. Và cái phần hoa sen thì một vài cánh mình cho nó vươn lên trên, nó tạo thế chuyển đổi, tạo cảm giác cân bằng. Thế là bài này về phần bố cục chúng ta có được cái tính đảm bảo về bố cục lớn là nó cân bằng hài hòa. Bước tiếp theo chúng ta sẽ làm sao cho hai họa tiết đó nó có tính liên kết với nhau, bằng cách là chúng ta sẽ tạo ra các mảng hình liên kết. Còn bạn nào mà chưa biết cách tạo ra các mảng liên kết, các bạn có thể xem lại video trước đó mình có đăng với cái tên là làm thế nào để các mảng hình trong một bài trang trí màu liên kết hơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ xem cái hai cái họa tiết này nó đã liên kết với nhau chưa và liên kết như thế nào nhé. Đầu tiên là các bạn quan sát là mình có tạo ra một cái mảng hình kéo từ trong họa tiết ra nền đó, hoặc là cái đường này. Rồi mình cũng tạo ra một cái đường tròn cắt qua họa tiết con chuồn chuồn, và cái đường tròn đó nó cắt qua hoa sen luôn ở vị trí này. Thế là chúng ta có theo tính chất bắt cầu, con chuồn chuồn này cắt qua hình tròn mà hình tròn này nó cũng cắt qua cái lá sen này, cái cánh sen này, thì có phải là hai cái họa tiết này nó liên kết với nhau một cách gián tiếp không?
Tiếp theo là mình cũng đã có tạo ra một cái mảng hình kéo từ góc trái nền xuyên suốt chạy qua bên phải, tạo ra một cái mảng hình rất là lớn. Và mình làm cho cái mảng hình này nó đi qua họa tiết con chuồn chuồn và không quên cắt một phần hoa sen. Thế là cái mảng hình lớn này nó lại làm thêm một cái vai trò của nó là vừa liên kết cái con chuồn chuồn này với nền và vừa liên kết con chuồn chuồn với cánh sen, và nó không một có một chút thừa thải nào ở đây cả. Ngoài ra chúng ta để đảm bảo là làm sao để họa tiết nó liên kết với nền thì thông qua việc chúng ta chi mảng như thế thì chúng ta đã đảm bảo được điều đó rồi. Ví dụ như ở vị trí này mình nơi lại nhé. Ngoài những yếu tố liên kết giữa các họa tiết với nhau hay là liên kết giữa họa tiết với nền, trong một bài này chúng ta phải đảm bảo sự nhịp điệu về các mảng hình. Ví dụ các bạn lưu ý trong bài mình có tạo cái mảng này rất là lớn này, thì ngoài ra mình cũng tạo những cái mảng hình nhỏ nhỏ để cho nó có tiết tấu to nhỏ xen kẽ trong bài. Và rõ hơn nữa, các bạn có thể quan sát là cái đường tròn này khi mà mình cho nó xuất hiện ở đây thì mình cũng đồng thời cho một cái đường tròn nhỏ nhỏ khác cắt qua đây, và nó được lặp lại ở một góc bên trái tranh nhưng mà theo cái hình dạng khác hơn một tí, và cái tỷ lệ nó cũng thay đổi một tí để cho nhìn nó không bị nhàm chán. Về phần chi tiết, các bạn thấy mình vẽ cái hoa sen lẫn con cái chuồn chuồn này nó cũng không phải là quá phức tạp, nó cực kỳ đơn giản luôn để cho nó phù hợp với cái thời lượng trong phòng thi. Nếu chúng ta chi quá nhiều trên họa tiết hay là chi quá nhiều trên nền, chúng ta sẽ không đủ thời gian để mà tô hết. Mà nếu như không tô hết, các bạn biết là đó là chúng ta coi như là không hoàn thiện bài. Và cái kết quả hiệu quả tạo ra thì đương nhiên giám khảo sẽ chấm điểm mình sẽ rất là thấp. Nếu như mà mình tô hết thì nó sẽ có một lợi thế hơn. Bước cuối cùng chúng ta sẽ lên màu bài này, và mình sẽ cho các bạn xem là cái bài này khi lá lên màu thì nó sẽ xấu như thế nào nhé. Đợi xíu để cho các bạn coi. Đợi xíu. Tinh tinh. Đây là bài mình đã lên màu. Và sau một thời gian bận bịu thì mình cũng không có vẽ nhiều, cho nên là hơi cứng tay một xíu. Và đây là bài mà mình cũng chưa thực sự là thỏa mãn lắm, nhưng mà cũng tạm được để có thể đem ra kiếm gió được. Thì các bạn thấy để bài mình nó có thể nộp được này, chấm được, chúng ta cần phải hoàn thiện cái khâu cuối cùng, đó là khâu lên màu. Và cái bài này sau một thời gian cố gắng, mình mới đầu mình suy nghĩ là mình sẽ lên cái gam tương phản để cho nó thật sự bắt mắt, nhưng mà tô một hồi tự nhiên nó thành gam trung tính mất tiêu. Các bạn có thể thấy tại sao lại gọi là gam trung tính, vì cái lượng nóng lạnh trong bài nó cân bằng với nhau và nó không có tạo cảm giác tương phản rõ rệt như là một gam tương phản cần có. Và tất nhiên là cái việc mình vẽ gam gì nó không quan trọng lúc này, tại vì đề nó không yêu cầu về gam, cho nên các bạn tô gam màu nào cũng được, miễn là nó đẹp là được hết. Rồi, ok, chúng ta sẽ phân tích cái bài này một chút về màu nhé. Ví dụ trong bài này mình sử dụng gam màu trung tính. Các bạn có thấy là cái phần nền mình đã làm cho cái nó đậm hơn rất là nhiều để cho cái họa tiết nó sáng lên. Tức là cái phần nền mình đặt yếu tố đậm lên và phần họa tiết mình cho nó sáng lên. Cái này ta gọi là tương quan giữa hình và nền, nền tối hình sáng đó các bạn. Còn một số bạn có thể làm ngược lại, đó là nền sáng hình tối cũng được. Rồi, cái phần nền mình đặt cái màu trung tính ngả nóng, nhưng mà nóng này cũng phải là nóng lắm, nóng hơi trung tính, tức là nóng trầm. Và mình đặt cái phần họa tiết nó cũng hơi nóng nhẹ lên một tí, và cố gắng sao cho các bạn thấy là màu nó phải lặp đi lặp lại trong bài. Lặp đi lặp lại không có nghĩa là nhắc lại hoàn toàn, mà mình chỉ vẽ giống một chút thôi. Ví dụ các bạn có thể quan sát trong này mình có sử dụng các yếu tố màu xanh, xanh lá, thì trong bài xanh lá được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần trong bài, và mỗi chỗ sẽ có một cái độ xanh lá khác nhau một tí chứ không hề giống nhau, khác về cái sắc độ lẫn cái ánh màu. Và một số màu tím tím như thế này mình cũng lặp lại trong bài nè, có chỗ thì tím hơi ngã đỏ nè, có chỗ là tím hơi ngã than nè, có chỗ tím hơi ngã tím nhiều một chút, tím xanh nhiều một chút, và một
một chỗ tím xanh vô hơn chút nữa để cho cái màu nó có sự thay đổi và nó có yếu tố lặp lại nè. Họa tiết thì các bạn thấy đó, do mình chia mảng rất là đơn giản cho nên là chia độ cũng dễ dàng, nó không có phức tạp, không có khó khăn gì hết, và khi tô thì rất là nhanh. Họa tiết thì mình cũng cố gắng lấy một chút họa tiết tô này, mình cũng lấy một chút cái màu từ cánh sen mình đưa vào đây để cho hai cái họa tiết này nó có một chút đồng điệu về màu. Và điểm nhấn trong kể cả con chuồn chuồn lẫn hoa sen thì mình cố tình nhấn cái phần đài sen nhiều nhất. Các bạn có thể quan sát thấy là cái đài sen màu rất là tươi, rất là rực và nó sáng rõ lên hơn là những cánh sen, và cánh sen mình cho một vài chỗ nó chìm vào nền, ví dụ như chỗ này đây, để tạo cái cảm giác không gian có sự trước sau. Cái con chuồn chuồn này mình đặt cái màu nóng ở cái khu mà nó có cắt qua cái hình tròn nhỏ này nè, và nhấn một chút màu nóng ra cánh của nó để cho cái phần cánh này nổi bật lên. Cái phần này đã sáng rồi thì mình cho cái phần thân và phần giữa đuôi này cho tối lại để cho nó có nhịp điệu về sắc độ, tức là mình không để nó cùng sáng hết. Nếu mà nó cùng sáng hết thì nhìn rất là khó chịu, nó phải có cái tối cái sáng xen kẽ thì mới dễ chịu được. Cho nên cái này đã tối rồi thì mình cố tình kéo phần đuôi này sáng nhiều lên một chút so với phần này, nhưng mà độ sáng đó các bạn thấy đó, nó không sáng bằng những điểm sáng trước đó mình đã cho. Nó vai trò của nó là chỉ để kéo cái màu sáng từ trên này xuống dưới thôi, và nó làm cho cái khu dưới này nó có một chút sáng theo cái thế ba phần. Ví dụ các bạn quan sát nè, cái chỗ này sáng này, thấy không? Sáng nhiều nè, chỗ này sáng nhiều đúng không? Phần thứ hai và phần thứ ba, tức là trong bài mình nó phải có ba chỗ sáng như hình tam giác vậy đó, thì nó mới tạo cảm giác cân bằng. Các mảng hình tròn hồi nãy mình có nhắc tới á, thì ngoài việc là nó là mảng chi trên nền thì mình vẽ ra cũng để mô phỏng luôn cái kết cấu hình tròn của cái lá sen luôn. Các bạn có thể hiểu đó là cái mảng hình trên nền, cũng có thể hiểu là mảng hình lá sen, tại vì mình vẽ cái xu hướng vẽ của mình là nó không phải thực quá, cho nên là mình vẽ cái mảng hình lá sen hay là mảng hình trên nền nó cũng hơi trừu tượng một tí. Và cái màu sắc về tổng thể các bạn thấy là nó đảm bảo được cái độ hài hòa cần có đó. Màu sắc nè, sắc độ nè, điểm nhấn nè, thì tất cả các yếu tố đó cần phải được đảm bảo. Và cái bài này cũng tạm thời ok rồi. Ok, chúng ta sẽ xem tiếp. Mình muốn các bạn xem sơ qua một số bài vẽ của học trò mình khi các em nó làm bài đề thi này, và cũng kết thúc cái video này luôn. Các bạn cùng xem nha. Đây là bài của bạn Edogawa Christina Hoài Thương. Hoài Thương sử dụng gam màu rất là dễ thương, gam màu tương phản, và mình rất là thích cái gam màu trên hai họa tiết chính của bạn, họa tiết con chuồn chuồn và họa tiết cánh sen, nhìn màu rất là hài hòa. Bạn đặt cái hoa sen ở bên góc trái và đặt cái con bướm bướm này bên góc phải để cho nó có thế cân bằng. Theo đó thì bạn thêm cái chi tiết bút sen hai bên, một cái cao cái thấp như thế này để tăng thêm cái sự đa dạng của bài vẽ, và những cái hình tượng lá sen được chia như thế này nhìn rất là dễ thương. Tiếp theo là bài của bạn Đoan Trâm. Bài của Đoan Trâm cũng sử dụng gam tương phản giống bài hồi nãy, nhưng mà so sánh về hai màu thì các bạn thấy là bài của Đoan Trâm bạn sử dụng màu xanh nó hơi ngã xanh tím nhiều hơn, còn bài của Hoài Thương thì cái màu xanh á, nó ngã về xanh lá nhiều hơn. Mình rất là thích cái màu trên cái nền của Đoan Trâm, tuy là màu trên họa tiết thì cũng đẹp nhưng mà nó không có đẹp bằng cái bông hoa ở đây, nhưng mà cái màu trên nền cực kỳ xuất sắc luôn, nhìn vô là thấy nó ảo liền, thấy rất là được nhiều lớp nè, thấy rất là sâu nè, và mình rất thích cái bài này. Tiếp theo là bài của Gia Minh. Bài của em này là mới lớp 11 thôi nhưng mà cũng đua đòi để giải đề này.
Giang Minh thì sử dụng màu nó đơn giản hơn hai bài của hai chị hồi nãy. Tuy nhiên thì nhìn vô các bạn thấy là mặc dù nó hơi đơn giản về màu nhưng mà cái lớp sắc độ nhìn nó rất là trong, rất là sâu. Cái họa tiết con châu chấu này nè rất là nổi bật, và có một xíu nữa thôi đó là hoa sen á, thay vì hướng ra như thế này thì nếu như Giang Minh quay nó vào trong như thế này á thì nhìn nó sẽ thuận mắt hơn, nhìn nó đẹp hơn chút nữa. Thì đây là ba bài mà của ba đứa học trò mình phải năn nỉ mãi mới chôn được về đây để làm video cho các bạn xem tham khảo. Và các bạn có những cái thắc mắc nào thì có thể bình luận thêm ở phần bên dưới ha. Đây cũng là phần cuối của video này rồi, và mình có một lời chúc gửi đến các bạn 2K2 cũng như là các bạn thi lại vào các trường như là Đại học Kiến trúc, Đại học Mỹ thuật, Đại học Tôn Đức Thắng hay là Đại học Văn Lang nè. Các bạn sẽ có một mùa thi thật là thành công nha. Các bạn nên nhớ rằng chúng ta còn nước là công tác và chúng ta phải nỗ lực hết sức để ôn ha. Bây giờ mình phải đi xuống đây, nếu không tụi nó lại réo gọi tên mình. Đó, chờ mình phải đi. Đây, biết rồi. Nào, trốn phòng của Miền các bạn. Bye bye nha. Chúng ta sẽ gặp lại sau nha. Bye bye.